hành trình 1000 cái cây của anh nhá. Thứ nhất là đây, cây cối rất là đẹp luôn. Nó già cây đến nỗi mà nó còn có cả hoa luôn rồi đây này anh ạ. Em bảo em hứa với anh là từ 45 cân trở lên đúng không? Đây em đo anh này, 1 này, 2 này, 3, 60 khéo vào 60 còn khéo còn có dư. Một cái sọt, một túi như này là em đóng là 20 cây, 25 cây. 4 túi là 100 cây. 1000 cái cây của anh thì chắc là phải hơn, là phải 10 cái sọt, nhưng mà em tặng thêm cho anh một cái bầu, một túi 25 cây nữa. Đang ngổn ngang, ngổn ngang. Chiều nay chắc là gửi xong rồi gửi anh ạ. Nhận được hàng mà hài lòng thì lần sau anh lại mua ủng hộ giúp em nhá. Còn đây ạ, thị của anh đây ạ. Thị đây ạ. Thị cũng đang trong công đoạn đóng rồi ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây thị giống ạ. Cái chiều cao để mình đo này. 1, 2, 3, 4, 80 phân. 80 phân. Và các cái cây nguyệt quế gieo hạt. Cây khỏe đẹp như thế này thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều ạ.